Tiếp tục thông tin về trận động đất mạnh xảy ra vào sáng nay tại tỉnh miền núi Abra trên đảo Luzon của Philippines. Theo cơ quan địa chất Philippines, trận động đất có độ lớn hơn 7 độ trong sáng nay là trận động đất mạnh nhất tại Philippines trong những năm gần đây và sẽ có thêm nhiều dư chấn. Trận động đất khiến các tòa nhà cao tầng tại thủ đô Manila, cách khu vực xảy ra động đất hơn 300 km cũng cảm nhận được sự rung lắc dữ dội. Tòa nhà Thượng viện tại thủ đô đã phải sơ tán. Cảnh sát Philippines cho biết là tại thị trấn Dolores, địa phương cảm nhận rõ nhất các rung chấn, người dân hoảng sợ chạy ra khỏi các tòa nhà. Cửa sổ của các siêu thị trong thành phố đều vỡ vụn, tòa nhà trụ sở cảnh sát cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Mặc dù không có cảnh báo sóng thần được ban bố sau động đất, tuy nhiên, một số khu vực ở tỉnh Abra đã xảy ra lở đất, một bệnh viện bị sập một phần, buộc bệnh nhân phải sơ tán. Dự kiến trong ngày hôm nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos sẽ tới thị sát và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Abra.